đó, là ba chị em của con cũng muốn có vài lời rất là chân thật cảm ơn sư phụ, sư mẫu và mấy em cho cơ hội từ con gần gũi gia đình sư phụ, sư mẫu với mấy em, với mấy anh chị ở Houston gần luôn Cali nữa, rất là nồng nhiệt đón mừng tụi con tới đây, làm cho từng món ăn, nước uống, chỗ ngủ và một cái, cảm ơn Trinh. Dạ, và một cái mái nhà tình thương bao la của gia đình như một bình dân, cùng ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, từng phút từng giây rất là quý báu dành cho tất cả đại tử và tụi con trong Cali. Những kỷ niệm tốt đẹp và những nụ cười khúc khích ghi trong tâm mãi mãi của tụi con, giữ lại những giọt lời vui từ giọt nước mắt mấy đệ tử dành cho sư phụ giờ giây và phút. Tụi con rất là cảm ơn. Và đặc biệt là hôm qua con biết là ở ngoài đó rất là ướt bùng lầy, nhưng mà sư phụ cũng hy sinh chở tụi con lên mà đợi sư mẫu với mấy em bị allergy, con rất là ái ngại. Nhưng mà con giống như một đống con nít trong xe mà được cha chở đi chơi mà dạo trên rừng, trên núi như vậy, nhảy lên nhảy xuống như roller coaster ride, rất là cảm động. Tuy vui nhưng mà cũng feel sorry với sư mẫu với mấy đứa em, như là mấy chị mấy em với ở đó chờ. Và một cái đặc biệt nhất á, là sư phụ cho tụi con cùng với mấy anh chị đã dựng cái chỗ của ngài A Hồ, là được ghi tên trong lịch sử, là tụi sư phụ gia đình với tụi con với lại mấy anh chị đồ đã bỏ công bỏ sức làm được cái miếu nhỏ, tuy nhỏ bé nhưng mà đối với một ngày như vậy là rất là lớn, với lại tất cả nhiều người tới mà ngồi thiền, ngài cũng đến luôn, chó mà sủa mà tụi con cũng không biết là chuyện gì mà đang thiền mà chó sủa quá trời luôn. Và những kỷ niệm đó là tụi con không bao giờ quên. Ông còn được cái mặt ông vô ông đá bình á. Dạ, tụi con rất cảm ơn sư phụ, sư mẫu, mấy em và tất cả mấy anh chị ở đây, và cùng những bạn ở xa cũng tới luôn, rất là nhiều kỷ niệm. Và ô sô cảm ơn em Hương luôn đã chở tụi con đi không, mà cũng phải đi không biết đường, không biết đường mà cũng kiếm địa chỉ và cũng mò đường, vào lúc mà sư phụ về đó tụi con cũng chạy dí theo luôn. Vui lắm. Một nửa là chạy theo đường sư phụ đó, một nửa là quanh make sure sư phụ an toàn luôn. Là tụi con đi theo bám theo, nên rất là cảm ơn sư phụ với sư mẫu và tất cả. Rồi cái này là mình gia đình mà con, đó là nhiệm vụ của sư phụ, không có gì cảm ơn hết. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn con, ăn gì sức khỏe nha. Hai tuần nữa gặp lại. Rồi ngày mai sư phụ về, mai sáng 5 giờ phụ cũng ra mấy bà. Giao Thiên Long cung lại cho mấy con lo. Dạ. Rồi. Cảm ơn sư phụ nhiều nha. Hy vọng lần sau á, cái mình đem nhiều đệ tử Cali qua giờ tụi nó bển quá trời đông. Ở bển nhớ sư phụ lắm. Trong sư phụ từ giây từ phút, tại lúc mà sư phụ ở bên đó mấy người giống như là thấy lúc nào cũng có sẵn. Còn bây giờ sư phụ qua đây em muốn biết cái nhung nhớ quý. Đúng rồi, quý. Lâu lâu sư phụ đi xa. Sư phụ đi cái kiểu này mới nhớ quý lắm đó. Chừng nào sư phụ dời từng giây từng phút, mong sư phụ cũng giúp cho mấy Khánh đây. Nên không nhìn thấy được không? Gieo lịch với nhau hết. Ai cũng là quý mến là sư phụ đi, là có dịp xe chung hết á. Với là mốt sư phụ nghĩ là mình mướn xe bus mà hai tầng ngồi á, chở được 100 người á, nó lái chừng nhiêu 2000 đêm không? Là đổ một chiếc xe bus đầy chiếc cửa này là xong. Vô cái phòng karaoke ngủ sắp lớp. Không, mình mua cái loại á, ở đây để bữa nào mình tìm cái loại mà mùng mà chụp á. Nước nó có đại khái nó có khoảng cách phải không? Chứ ngủ mà không mà nhìn vậy, thấy nhau thì kỳ phải không? Mình có cái loại mà chụp. Cái camping tent. Nước cái tent nhỏ lắm, đó. Single tent. Thì nên vừa mới giờ nghĩ rồi hôm để thấy mấy con nằm kỳ quá, thì bây giờ mình mua single tent để trên trăm cái ở đây, ở phòng khách hay là trong phòng karaoke ngủ cũng mấy chục đứa, đứa cái tent nhỏ. Ngoài này luôn, cũng được, chùa ra đây ngủ luôn. Có lý nha. Mai mốt mình khe mỗi đứa cái tent á, tent định đây. Đây, quay cho mấy là cái view này sáng sớm của em mê
đẹp lắm. Thì nó không biết ai đi á, nó nằm ở nghĩa trang này nha. Hay quá ta. Con về là nhớ cái này nè. Cái hội cũng vậy, nên bữa nay hội đem máy này ra quay nè, chút upload lên. Bữa sáng là cuối cùng của kỳ này ngồi đây, mai là sáng sớm là đi rồi. Tụi con không có cơ hội say goodbye to sư mẫu, mà cũng muốn nói là cảm ơn sư mẫu, sư phụ chuyển lời giùm tụi con. Rồi, sư mẫu chuyển lời. Con đi để chạy, để kẹt xe đó. Trời ơi, có gì gặp cái này từng hai tuần nữa. Này Thiên Veronica, Thiên Mỹ Mỹ, Thiên Chi Nà. Dạ, bọn con biết rồi. Rồi, con đi để... Ba chị, Veronica. Hai tuần nữa gặp. Buồn ngùi quá, cuộc chia tao nào cũng buồn. Gặp gỡ rồi chia ly.